Bộ Đại Kinh Khoa Chú tập 76, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 297, hàng thứ nhất. Xem từ đoạn giữa, từ chỗ tính huệ. Theo như cách xếp tên thì đây là vị thứ 10. Tính Huệ Bồ Tát. Sách Hồi Sớ Giảng. Tính Tâm Chí Huệ. Vĩnh Viện Cắt Đứt Lưới Nghi. Trong tính có huệ, trong huệ có tính. Hàm nghĩa ẩn chứa trong đức hiệu của Bồ Tát vô cùng sâu rộng. Chúng ta có thể nói, trong hết thảy pháp thể xuất thế gian, không những là từ xưa đến nay, giáo lý Đại Thừa bảo là khắp pháp giới, hư không giới. Nó mang ý nghĩa còn rộng lớn hơn cả toàn thể vũ trụ. Được khoa học nhìn nhận, điều mấu chốt ở đây, chúng ta có thể nói rằng đức hạnh quan trọng hàng đầu trong số đức hạnh chính là tính huệ. Ngũ luân, ngũ thường. Ở Trung Quốc vào thời xưa, ngũ luân là đạo. Vậy đạo là gì? Đạo chính là nguyên tắc vận hành của đại tự nhiên. Nó vốn dĩ chính là như vậy, không phải do con người làm ra. Phụ tử hữu thân không phải do con người sáng tạo nên. Đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có bất kỳ điều kiện nào. Tự nhiên là thế. Phụ tử tự hiếu.
Cho nên đây là đạo. Quân thần hữu nghĩa. Vua tôi là quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Nghĩa tức là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cái tình và lý trong này chính là đạo, không phải do con người làm ra. Phu phụ hữu biệt. Biệt ý là có những trách nhiệm không đồng, không giống nhau, không thể đảo loạn được. Loạn thì sẽ xảy ra vấn đề ngay. Thái bình thịnh thế xuất hiện như thế nào vậy? Khi ngũ luân quy trở về với đạo, khi ngũ thường cũng quay về với đạo, tự nhiên sẽ xuất hiện thái bình thịnh thế thôi. Vậy nam nữ có thể bình đẳng ngang nhau không? Không được. Không được nhưng cứ phải bình đẳng cho bằng được. Đồng nghĩa chúng ta đang đi ngược lại với quy tắc của đại tự nhiên, đi ngược với đạo rồi. Con người chỉ cần tách khỏi đạo. Lão Tử từng nói rất hay: rời khỏi đạo thì tai nạn liền ập đến. Gia đình sẽ nảy sinh sự đổi khác. Cổ nhân Trung Quốc hiểu được cái lý này. Nam nữ phải giữ tròn bổn phận của mình. Nam phải nghĩa, có đạo nghĩa. Nữ phải nhu thuận. Như thế gia đình mới có thể yên ấm, gia hòa vạn sự hưng. Hiện nay gia đình không còn nữa. Tại sao vậy? Vì phụ nữ đều tách khỏi đạo hết rồi. Đạo không còn, đạo làm người phụ nữ cũng không còn, đồng nghĩa cũng chẳng còn gia đình. Gia đình vào thời xưa là một gia đình lớn. Cho nên đạo nghĩa quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đại gia đình là một tổ chức xã hội. Anh em không có chuyện phân nhà chia của, thảy đều chung sống cùng nhau. Một gia đình bình thường, kẻ trên người dưới đại khái cũng có khoảng 300 người. Còn một gia đình phồn thịnh cũng có đến 600-700 người. Trong lịch sử Trung Quốc, gia đình hưng vượng nhất vào triều Minh có một nhà nọ, tôi không nhớ lắm, vượt hơn 1.000 người. Một gia đình lớn như vậy làm sao cai quản? Có luân lý, có đạo đức, có giáo dục thánh hiền thì quản được thôi. Gia đình thời xưa có hai việc thù thắng nhất. Đầu tiên là giáo dục, thứ hai là dưỡng lão. Đây là hai chuyện lớn trong cuộc đời của một con người.
Đời người hưởng niềm vui là vào lúc nào? Chính là vào lúc tuổi già, khi đã về hưu rồi. Về hưu thì trở về nhà để dưỡng lão. Gia đình là mái ấm bình yên của người già. Vì sao? Bạn nói xem, một gia đình có đến 300-400 người, rất nhiều trẻ con, không ít đâu, thường có tới mấy chục đứa. Số trẻ con này đều ở bên cạnh người già. Từ đường là chốn hoạt động của cả nhà. Từ đường tựa như một cái đền của nhà đó vậy. Nơi đó là nơi thờ phụng tổ tiên. Họ sẽ tiến hành cúng bái vào hai mùa là mùa xuân và mùa thu trong năm. Ngoài trừ lễ bái ra, nơi đó thường để không. Một nơi lớn như vậy, cho nên họ tận dụng thành nơi nuôi già dưỡng trẻ. Họ thiết kế từ đường trở thành trường học gia đình, trở thành trường học tư thục. Ngày ngày đều không rời khỏi tổ tiên. Đây chính là để bồi dưỡng hiếu đạo. Người già thì ở nơi đây dưỡng già. Nơi đây là trung tâm vui chơi giải trí của cả nhà, cũng tức là một gia tộc. Trong cái nhà này, từ đường trở thành trung tâm hoạt động của người già. Trong này có phòng để họ nghỉ ngơi, có chỗ để họ uống trà. Người xưa hay bảo là trà đạo, có các loại hình buổi chơi giải trí. Trẻ con khi tan học rồi, chúng sẽ đến quây quần bên các cụ, nô đùa cùng với ông bà. Ông bà sẽ kể chuyện cho chúng nghe, kể về lịch sử nhằm răn dạy chúng kết giao với người già, tri thức và trí tuệ của chúng ta sẽ tăng trưởng thêm. Vì chúng ta có thể hấp thu kinh nghiệm của họ. Hiện giờ không còn như vậy nữa. Người già bây giờ rất tội nghiệp, con cái không đối hoài đến. Cho nên trước kia người già có gia đình chăm lo, người trẻ tuổi ra bên ngoài làm việc, số tiền kiếm được đều gửi về nhà. Ngoại trừ chi phí sinh hoạt mà bản thân cần dùng ra, số còn lại thấy đều gửi hết về nhà. Vì thế gia đình là một tổ chức xã hội, có thể trị gia cũng có thể trị quốc. Cái gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy. Những chuyện rối ren trong nhà cũng ngang ngược với một đất nước. Chỉ là quy mô nhỏ hơn một chút, nếu phóng đại ra thì chính là vấn đề của cả nước. Vì vậy người biết cách điều hành gia đình sẽ biết cách trị nước. Giáo dục thời xưa là trách nhiệm của gia đình. Quốc gia không chịu trách nhiệm đó. Quốc gia chỉ tổ chức thi cử một năm, mở khoa thi để tuyển hiền sĩ. Quốc gia cần nhân tài thì sẽ cho tổ chức khảo thí. Vượt qua cuộc thi rồi, qua kỳ thi huyện thì gọi là tú tài, đó chính là học vị. Vượt qua kỳ thi tỉnh thì gọi là cử nhân. Đến kỳ thi đình, thi đình sẽ do hoàng thượng làm quan chủ khảo. Cuộc thi được tổ chức trong hoàng cung, đây gọi là tiến sĩ, là học vị cao nhất. Thi đậu rồi, huyện có trường học, mà tỉnh cũng có trường học, quốc gia cũng có trường học, gọi là quốc tự giám, đó là đại học quốc gia. Những trường học này
hoàn toàn là bồi dưỡng. Dùng lời hiện nay mà nói, chính là nhân viên công vụ của đất nước. Người đọc sách đều sẵn lòng mong muốn tham gia khảo thí, thi đậu rồi thì họ được bổ nhiệm làm quan. Quan lại đều xuất thân từ cuộc thi này. Đây là một cách thức vô cùng tốt, đến nước ngoài cũng đều tán thán. Quan viên Trung Quốc được chọn lựa từ nơi nào vậy? Chính là từ cuộc thi mà có. Giáo dục của họ có được là từ gia đình. Gia đình chịu trách nhiệm mảng này. Chế độ thi cử của Trung Quốc có từ rất sớm, bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế. Vì vậy gia có gia đạo. Trượng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Bằng hữu là đối ngoại, nhất định phải giữ chữ tính, phải có tính đức. Con người nếu như không có chữ tính thì xã hội không cách gì đứng vững được. Trong luân lý, thì cái sau cùng là tính đức. Trong ngũ thường, ngũ thường là đức. Chữ tính này là đạo, nhất định phải giữ chữ tính. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phải ra dáng của một con người giữa người với người, khi qua lại với nhau, nhất định phải tuân giữ ngũ đức. Ngũ đức chính là áp dụng từ ngũ luân. Thực hành ngũ luân vào trong đời sống, áp dụng vào trong công việc, áp dụng nơi nơi, xử việc đối người tiếp vật. Đây gọi là đức. Thứ nhất là nhân. Nhân là người nhân ái. Cái chữ này là chữ hội ý. Bạn xem hai người nghĩ đến mình, đồng thời phải nghĩ đến người khác. Đây gọi là nhân. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Bản thân mình không muốn nhận thì không thể thảy cho người khác được. Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Vì thế có nhân có nghĩa. Khổng Tử cả một đời đều làm điều nhân, Mạnh Tử cả đời nói nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Bây giờ điên đạo hết rồi. Có lễ. Lễ là trật tự. Xã hội cỡ nhỏ là gia đình, xã hội lớn là đất nước, là xã hội. Nếu như không có lễ, xã hội sẽ loạn. Xã hội ngày nay động loạn, toàn thế giới động loạn. Nguyên nhân do đâu? Do không có lễ. Người Trung Quốc vào thời xa xưa chú trọng, chính là vì hiểu được tầm quan trọng của lễ. Chí, chữ chí ở chỗ này.
là nói đối với chữ tình. Chí là lý trí. Hiện nay hay nói là lý của đạo lý. Nói đạo lý là có trí huệ, không thể làm việc theo cảm tình. Làm việc theo cảm tình dễ dẫn đến rất nhiều phiền não. Cho nên dùng lý trí đối với. Hết thảy người, việc, vật mới có thể làm được đến trọn vẹn. Sau cùng là bất kể là đối với người nào, chúng ta đều phải giữ đúng chữ tính. Mấy cái này hoàn toàn tương đồng với ngũ giới trong nhà Phật. Nhân thì không sát sanh, nghĩa không trộm cắp, lễ không tà dâm, trí không uống rượu, tính không vọng ngữ. Đúng thật là chi kiến anh hùng đa số đều giống nhau. Phật thì gọi cái này là ngũ giới, còn người Trung Quốc thì bảo là ngũ thường. Thường là vĩnh hằng bất biến. Bạn rời khỏi năm chữ này thì bạn không còn là người nữa. Trong Tả truyện có kể, Tả Khâu Minh từng bảo: nhân khí thường tắc yêu hưng. Thường tức là năm chữ trong ngũ thường, khí ý là từ bỏ, không cần đến nữa. Người đó liền trở thành yêu ma quỷ quái, thế thì không được xem là con người nữa rồi. Bối cảnh xã hội hiện thời, năm chữ này giờ đã không còn, nên mọi người đều trở thành yêu ma quỷ quái hết rồi. Lời nói này hết sức quan trọng. Người với ma khác biệt ở chỗ nào vậy? Chính là con người thì hiểu được về ngũ thường, tuân thủ ngũ thường. Người có thể giữ được ngũ giới, không giữ được năm giới thì đó là ma, là quỷ. Cho nên tính huệ rất quan trọng. Tính đứng sau cùng trong ngũ thường. Cái thứ tư là trí huệ. Trí, trí chính là huệ. Nó quan trọng lắm. Pháp tối thiểu mà một con người cần phải gìn giữ, cái pháp đó chính là giới luật. Từ cái này lại mở rộng cho đến tứ duy bát đức. Trên thực tế hợp lại chính là chúng ta đem ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức hợp lại thành 12 chữ. 12 chữ này chính là gốc rễ của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Mười hai chữ này chính là hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa, bình. Văn hóa Trung Quốc là gì? Chính là 12 chữ này. Người người nhất định phải tuân thủ. Bạn là người Trung Quốc thì bạn phải nên gìn giữ, đời đời tương truyền, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đây gọi là chân lý. 12 chữ này các vị cứ tỉ mỉ mà xem. Con người đã dùng nó vào ngàn vạn năm trước tuân hành theo. Ai
ai cũng hài lòng vừa ý người hiện nay, cũng vẫn có thể giữ được như thường. Người của ngàn vạn năm sau vẫn phải tuân thủ nó. Cái này siêu việt cả không gian, vượt qua cả thời gian, nó không bao giờ thay đổi. Đây gọi là chân lý, là đạo đức. Nó siêu vượt thời không. Hiện giờ chúng ta không thèm gìn giữ nó nữa, xã hội liền rối ren, kéo theo cuộc sống của chúng ta cũng nảy sinh vấn đề. Đời sống của chúng ta tại sao lại nhiều phiền não đến thế? Tại sao lại nhiều lo âu đến thế? Bởi vì chúng ta đã đánh mất 12 chữ này mất rồi. Nếu như vẫn còn 12 chữ này, nhân sinh sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ hài hòa. Nơi chúng ta sinh sống sẽ không có tai nạn. Vì thế chúng ta thấy tính huệ, cái đức hiệu này có một cảm nhận rất sâu sắc. Phần sau có dẫn dụng lời trong hội sớ, sách hội sớ cùng với sách bình giải. Đây là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Đại Đức Tịnh Tông của Nhật Bản. Trong hội sở có nói: tính tâm trí huệ, vĩnh viện cắt đứt lưới nghi. Dùng tấm lưới để ví dụ cho hoài nghi. Có quá nhiều chuyện khiến ta hoài nghi, nhiều khi rất vi tế, nó chi chít y như một tấm lưới vậy. Nếu tính tâm nương vào trí huệ thì lưới nghi liền đoạn. Nếu như tính tâm lại dựa vào cảm tình thì nghi hoặc trùng trùng. Chuyện này không cách gì tránh khỏi. Người hiện giờ có trí huệ không? Không có. Vì sao không có trí huệ vậy? Vì cái tâm trí huệ đó của họ bị ô nhiễm rồi. Trí huệ từ đâu mà có? Từ chân tâm sinh ra. Thế chân tâm là gì? Năm chữ trên đề kinh của chúng ta chính là lời để hình dung chân tâm, chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chân tâm là thanh tịnh, không hề ô nhiễm. Chân tâm là bình đẳng, không có cao thấp, không có phân biệt. Chân tâm là giác ngộ, không bị mê hoặc. Trong chân tâm không có nghi hoặc, không bị mê muội. Họ giác ngộ rồi. Vì thế tính tâm trí huệ rất quan trọng. Sách bình giải bảo rằng: tinh rõ Phật trí là vô thượng trí huệ. Câu nói này nói rất hay. Chúng ta không có trí huệ, nhưng chúng ta phải tin rằng Phật có trí huệ. Thật sự là do hiểu rõ mà tin, chứ không phải mê mà tin. Thâm nhập kinh tạng, học tập kinh giáo thì phải tin vào trí huệ Phật. Trí huệ Phật là cứu cánh viên mãn, không gì không biết, không gì không thể. Hai câu nói này người bình thường hiện giờ không tin. Họ bảo chuyện đó làm sao có thể, con người làm sao có thể
cái gì cũng biết được. Đây chẳng qua là lời ca ngợi thần linh, ca ngợi thượng đế trong tôn giáo thôi, đó không phải thật. Đại thừa giáo xem chuyện đó là thật. Vì sao? Vì nếu bạn có thể đặt đến cảnh giới Phật, bạn tự nhiên sẽ hiểu. Phật nói với chúng ta, trí huệ từ đâu mà có, đức năng từ đâu mà có. Vừa nãy chúng ta nói đến 12 tánh đức: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình từ đâu mà có. Thật ra đây là những thứ vốn sẵn có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Bạn chỉ cần minh tâm kiến tánh thì những thứ này đều được bao trọn trong đó. Thế thì cần gì phải học nữa? Trong mỗi một chữ đều có trí huệ viên mãn. Hòa là hòa mục, bình là bình đẳng. Bạn tự nhiên sẽ chung sống hòa mục, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Vì đó là thật. Thế nên gọi là tánh đức. Trong tánh đức bốn vị có đủ cả, không phải từ bên ngoài đến. Tự tánh là viên mãn trọn vẹn, không khiếm khuyết bất kỳ thứ gì. Thế nó có khoa học không? Có chứ, là khoa học viên mãn, trí huệ viên mãn, đạo đức viên mãn, nhân quả viên mãn, tất cả mọi thứ đều viên mãn. Giáo dục Phật Đà chính là dạy chúng ta trở về với tự tánh. Đến lúc nào thì tốt nghiệp? Khi bạn minh tâm kiến tánh thì bạn sẽ tốt nghiệp. Nếu như bạn vẫn chưa thấy tánh, đồng nghĩa chưa tốt nghiệp. Vậy có người có thể tốt nghiệp không? Có. Người đầu tiên là Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm gương cho chúng ta rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật biểu diễn cho chúng ta. Danh từ Phật học này được xem là biểu pháp, Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem. 19 tuổi Đức Phật rời bỏ gia đình, từ bỏ vương vị. Ngài là thái tử. Nếu như Ngài không từ bỏ thì sau khi cha Ngài qua đời, Ngài sẽ kế thừa vương vị đó. Đây gọi là buông bỏ phiền não chướng. Ngài buông được loại phiền não này rồi. Ngài là điển hình cho phần tử tri thức. Dưới thân phận như vậy, phần tử tri thức thì thường nghe nhiều học rộng. Ngài lìa bỏ gia đình ra đi cầu học. Tất cả mọi tôn giáo học phái của Ấn Độ thời bấy giờ, Ngài thấy đều lướt qua, đều đến học cả rồi. Học được thế nào vậy? Ngài thấy rằng nó không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy, học hết 12 năm, đến năm 30 tuổi thì Ngài từ bỏ, không học nữa. Đến dưới cội Bồ Đề, ngồi nhập định,
Cái cây ấy không phải gọi là cây Bồ Đề, mà gọi là cây Tất Bát La. Bởi vì Ngài ngồi dưới cội cây ấy mà khai ngộ, cho nên về sau người ta gọi cây ấy là cây Bồ Đề. Cái cây đó sớm đã chết khô rồi, nhưng nhánh của nó có thể được dâm lại. Cho nên cái cây được dâm xuống đó đến nay vẫn còn. Tại giảng đường ở lầu 2 của chúng ta, các vị có thể nhìn thấy đó là bức hình được chụp bên Sri Lanka mang về. Bức hình Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Cái cây đó hiện đang ở Sri Lanka đã hơn 2.000 năm rồi. Đến giờ nó vẫn còn sống. Người ta chuyển cây đó đến vùng Sri Lanka. Cây Bồ Đề đó sống lâu thật, đến giờ vẫn còn. Sau khi khai ngộ rồi thì cái gì cũng biết, mới biết rằng những gì đã học trước kia đều là sai lầm. Nhưng đó cũng nói đến phương pháp học được chú trọng trong Phật Pháp. Đức Phật có bảo phương pháp này không phải do Ngài sáng chế ra, cũng không phải do Ngài phát minh ra. Ngài nói rằng đó là phương pháp từ vô lượng kiếp xa xưa đến nay, mười phương ba đời hết thảy chư Phật thành tựu Phật đạo cũng chỉ dùng một cách này thôi, không còn cách nào khác cả. Phương pháp này chính là giới định huệ, hay còn gọi là tam vô lậu học. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Giới là phép tắc, bạn phải tuân giữ phép tắc. Quy tắc này sẽ giúp bạn đắc định. Khi định lực đạt đến một mức độ nhất định nào đó, trí huệ liền khai mở. Cho nên lý niệm dạy học của nhà Phật trên thế gian này không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu. Lý niệm tam học giới định huệ truyền đến Trung Quốc, Nho tiếp nhận, Đạo cũng tiếp nhận. Nó liền trở thành phương pháp lý niệm dạy học quan trọng. Của truyền thống văn hóa của Trung Quốc, cái giới này chú trọng ở cái gì? Chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây là lý niệm của việc học. Còn phương pháp thì sao? Chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Tự hiểu tức là khai ngộ. Đọc sách ngàn lần là định. Tâm định xuống rồi. Không phải bảo bạn đọc thuộc lòng, không phải thế. Đó chỉ là cách để dạy bạn đắc định mà thôi. Bởi vì nếu như bạn không đọc sách thì sẽ suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Bạn có vọng tưởng, có tạp niệm, thế thì không thể nào khai ngộ được.
Đối với phần tử tri thức thì dùng cách thức gì? Vì phần tử tri thức thích đọc sách, bèn áp dụng phương cách này. Bạn thích đọc sách thì cũng chỉ được đọc một thứ thôi, đừng đọc quá nhiều. Đọc nhiều quá thì vọng tưởng cũng nhiều. Chỉ đọc một thứ thôi, nhưng đừng nghĩ đến ý nghĩa trong sách. Thế thì mục đích của việc đọc sách là gì? Chính là niệm cho mất tạp niệm. Với vọng tưởng khiến tâm định xuống, mục đích chính là ở chỗ này. Dùng phương pháp đọc sách để tu định, ngàn lần là nhiều. Ngàn lần tâm sẽ định lại. Ngày nào cũng phải đọc. Hiện giờ chúng ta đang bằng đến thời gian, thế thì tốt nhất mỗi ngày đọc sách 10 tiếng đồng hồ. Tức là 10 tiếng đồng hồ không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Ngày ngày cứ thế mà đọc, thật sự phải đọc hơn 1.000 ngày. 1.000 ngày chính là 3 năm. 1.000 ngày này 3 năm. 1.000 ngày 1 năm 360 ngày. 3 năm như vậy, 3 năm sẽ có thành tựu nhỏ. Vì gốc được cắm xuống rồi. Người xưa có bảo, người xưa là nói từ kinh nghiệm từng trải, có căn cứ hẳn hoi. 7 năm tiểu thành, 9 năm đại thành. Cổ nhân hay có câu rằng 10 năm đèn sách. 10 năm này liền có đại thành tựu. Nghĩa là sao? Nghĩa là trí huệ khai mở rồi. Chỉ học một quyển sách, khi trí huệ đã khai mở, những sách mà bạn chưa từng học qua, bạn đều hiểu hết. Chỉ cần vừa nhìn, vừa tiếp xúc liền sẽ hiểu ngay, vừa nghe là hiểu liền. Bạn xem, kỳ nghĩa tự thấy. Tự thấy chính là khai ngộ, không cần đến lão sư, không cần người dẫn dắt. Đó là gì? Là trí huệ hiện tiền rồi. Trí huệ là thứ vốn có trong tự tánh, nên buộc phải dùng cách này để khai phát nó ra. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ nhỏ, tâm bình đẳng sanh đại trí huệ. Theo lẽ thường, 7 năm thì sanh trí huệ nhỏ, tức là xuất hiện tâm thanh tịnh. 9 năm xuất hiện tâm bình đẳng. Thế nhưng phải tiếp tục không ngừng. 10 năm sau, không định là vào lúc nào sẽ hốt nhiên đại ngộ, sẽ hiểu hết toàn bộ. Cách làm này vào 100, 50 năm trước, ở đất nước Trung Quốc này, rất nhiều người áp dụng theo. 150 năm trước, khi văn hóa phương Tây nhảy vào, một số người Trung Quốc có cái tâm hiếu kỳ, đặc biệt khi nhìn thấy công cụ khoa học kỹ thuật, những thứ này rất kỳ đặc, liền bị nó hấp dẫn. Lại gặp phải cuối triều Thanh. Bởi vì triều Thanh đã từng có thời kỳ vàng son, sau thịnh thế thì không còn nhân tài xuất hiện, suy rồi. Lúc xã hội thịnh vượng rất an định, đời sống nhân dân sung túc,
ngày ngày đều ăn chơi hưởng thụ, không còn nghiêm túc đi đọc sách nữa. Cho nên không còn nhân tài xuất hiện. Đến khi văn hóa phương Tây tràn vào, không có người có đủ sức ngăn lại. Mới chân thật tạo thành nỗi nhục mất nước về sau. Từ một đất nước đứng đầu thế giới phải sa xuống trở thành một nước bán thuộc địa. Bạn nói xem khiến người nhìn thấy đau lòng đến như nào? Vì lý do gì? Tuyệt đối đó không phải do lỗi của văn hóa Trung Quốc, là do áp dụng sai cách đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc rồi. Chúng ta hoàn toàn học theo người phương Tây, học đến tận bây giờ. Thế giới hiện giờ rất nhiều nhà khoa học đưa ra lời cảnh báo. Khoa học nếu cứ tiếp tục phát triển không ngừng như thế, lớn mạnh vượt bậc, nhà khoa học cảnh báo là có căn cứ. Sau 50 năm nữa, con người không thể sống trên trái đất này nữa. Vì sao? Vì bị ô nhiễm hoàn toàn rồi. Hiện nay ô nhiễm lương thực, có thể mai này sẽ ô nhiễm đến nguồn nước. Sau cùng nghiêm trọng nhất chính là ô nhiễm không khí. Con người sẽ đi về đâu đây? Cho nên hiện tại rất nhiều người tài năng phát hiện ra cổ nhân Trung Quốc vì sao không chú trọng vào khoa học kỹ thuật. Không phải không có, có chứ. Bạn xem la bàn, thuốc nổ, đây đều là phát minh của Trung Quốc. Vì sao họ không tiếp tục làm tiếp? Khi Gia Cát Lượng còn sống, ông có phát minh ra châu gỗ, ngựa máy vận chuyển bằng cơ khí hóa. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng nó không cần đến sức người. Một ngày có thể đi được 30-40 dặm. Sau khi ông chết đi thì toàn bộ đều bị hủy hết, không để lại cho đời sau. Vì sao lại làm vậy? Vì đối với khoa học kỹ thuật, Trung Quốc gọi là công cụ tinh xảo. Họ không chú trọng đến mấy thứ này. Cũng tức là người Trung Quốc tôn sùng đối với đại tự nhiên, không đề cao những loại công cụ sắc sảo đó. Người Trung Quốc tương ưng với đạo, chứ không đi ngược với đạo. Khoa học kỹ thuật chính là trái với đạo. Bạn cứ tỉ mỉ xem xét xem, người Trung Quốc thật có trí huệ. Trí huệ là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Chỉ cần đắc tâm thanh tịnh liền sẽ sanh trí huệ. Một môn thâm nhập, còn việc chúng ta học môn nào thì không nhất định. Bạn thích môn nào thì học môn đó. Bạn xem Hải Hiền Pháp Sư, ngài là từ một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, 20 tuổi xuất gia. Sư phụ chỉ dạy ngài câu Phật hiệu này, bảo ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài thật thà, nghe lời, thật làm. Ngài sống đến 112 tuổi. 20 tuổi bắt đầu, niệm 92 năm. năm không hề thay đổi, chính là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Sư phụ dạy ngài,
nên Ngài cả đời không đổi. Ngài niệm đến trình độ nào vậy? Xin nói với các vị, Ngài niệm đến đại triệt đại ngộ. Bởi vậy Ngài mới nói, Ngài cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết, câu này không thể nói tùy tiện được. Cái gì cũng biết, đó chính là minh tâm kiến tánh. Người đại triệt đại ngộ mới dám nói câu đó. Bản thân chưa đạt đến cảnh giới đó mà nói câu này thì xem như đại vọng ngữ. Tội của đại vọng ngữ là địa ngục vô gián. Ngài thật đắc tới cảnh giới đó rồi. Vì sao? Bởi vì Ngài thật thà, Ngài thật làm. Nếu bạn hỏi tôi, Ngài minh tâm kiến tánh vào lúc nào? Tuy bản thân Ngài chẳng nói, Ngài vãng sanh vào năm ngoái rồi. Chúng ta cứ tỉ mỉ mà quan sát từ chiếc đĩa xem, lại nhìn lại giáo học của Trung Quốc thời xưa. Trong học ký có nói 7 năm tiểu thành, 9 năm đại thành. Với một con người như Ngài đạt đến đại triệt đại ngộ, nếu như sớm thì mất 10 năm là 30 tuổi, nếu muộn hơn thì mất 20 năm là 40 tuổi. Không bao giờ qua 40 tuổi. Vì sao? Vì Ngài dụng công rất đắc lực, dùng rất thuần. Chắc chắn chỉ khoảng trước sau 40 tuổi mà thôi. Trong Phật Pháp bảo là Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là tiểu thành, là A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn là Pháp Thân Bồ-Tát, là minh tâm kiến tánh. Có lẽ cũng chỉ vào khoảng 40, lúc đó thì cái gì cũng biết. Sư phụ có dặn Ngài, khi con biết rồi cũng đừng giảng, đừng nói gì hết, không được vua tay múa chân. Ngài nghe lời sư phụ. Đương nhiên Ngài cũng biết rõ tình hình thực tế. Ở vào thời đại này, cái hoàn cảnh này không thể nói được. Cứ thật thà một mực mà niệm là được rồi. Niệm Phật mà niệm đến công phu thành phiến thông thường mất khoảng 3 năm. Thế nào gọi là thành phiến? Đó là trong tâm chỉ có mỗi A-di-đà Phật. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, cái gì cũng buông bỏ hết rồi, đó gọi là thành phiến. Có loại công phu này, người đó liền có cơ hội thấy A-di-đà Phật. Bởi vì A-di-đà Phật sẽ tiết lộ tin tức cho họ, để họ kiên định thêm tính tâm và nguyện tâm của mình tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Phật hiện thân đến báo với họ, con vẫn còn bao năm thọ mạng nữa. Đến khi bạn mạng chung, A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Bạn sẽ rất vững lòng, A-di-đà Phật đem chân tướng sự thật nói với bạn rồi. Cho nên bạn liền có thể một mực mà niệm. Khi thời gian đến, đại khái khoảng 1 tháng đến 3 tháng trước điểm hẹn, A-di-đà Phật lại đến gặp bạn để ước định thời gian chắc chắn với bạn vào lúc nào thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn. Vì vậy bạn biết trước ngày giờ,
bạn biết mình sẽ đi vào lúc nào. Lần thứ ba gặp mặt chính là lúc đến đón bạn vạn sanh. Đây đều gọi là hiện tiền thấy Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Một người nếu chân thật vạn sanh thế giới Cực Lạc, khi vẫn còn sống trên đời, vẫn chưa tắt thở, chỉ ít là ba lần thấy Phật. Lần cuối cùng là khi Phật đến tiếp dẫn. Bạn theo Phật đi rồi, cái thân này sẽ bỏ lại. Chúng ta từ những chỗ này mà nghĩ. Hải Hiền Pháp Sư, ngài thấy Phật bao nhiêu lần vậy? Ngài có để lộ một điều, bạn thử nghe tỉ mỉ xem. Ngài nói: tôi mấy lần thỉnh cầu với A Di Đà Phật đón tôi vạn sanh. Ngài bảo: nhưng Phật không mang tôi đi, bảo tôi tu hành không tệ, hãy ở lại thêm ít năm nữa, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Ngài đã mấy lần xin với Phật, chứ không phải chỉ một lần. Huệ Viễn Đại Sư, ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, lúc còn sống bốn lần thấy Phật. Lần thứ tư chính là lần Phật đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Vậy nếu chúng ta dùng điều này để phán đoán, Hải Hiền Lão Hòa Thượng, ngài niệm 92 năm, theo như tôi tính, chí ít phải 10 lần trở lên, tức là phải hơn 10 lần. Biểu pháp của ngài là muốn nói với chúng ta thế giới Cực Lạc có thật, A Di Đà Phật có thật, ngài thấy qua rất nhiều lần, không hề giả. Để chúng ta đối với pháp môn này, đối với việc cầu sanh tịnh độ, có một niềm tin trọn vẹn, không chút mảy may hoài nghi nào. Chúng ta thật tin, đối với việc này sanh khởi niềm tin, đó đúng là trí huệ vô thượng. Tuổi thọ của ngài dài đến như vậy, tôi tin rằng đó không phải tuổi thọ thật sự của ngài. Vì sao thọ mạng lại dài như vậy? Vì Phật muốn ngài biểu pháp. Chúng ta đã nhìn ra được biểu pháp sau cùng của ngài rồi. Biểu pháp cuối cùng chính là quyển sách này. Quyển nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Đây là sách do Pháp Sư Hoành Lâm soạn ra. Bạn xem quyển sách này cũng có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là biểu pháp sâu cùng của ngài. Cho nên có vài đồng tu đã mang quyển sách này lên núi thăm ngài. Ngài không biết chữ nên vừa thấy nhất định sẽ hỏi: mọi người mang sách gì vậy? Mọi người nói với ngài: sách này gọi là nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Ngài vừa nghe liền hết sức vui mừng, như vừa bắt được báu vật. Vì sao? Có lẽ là do A Di Đà Phật ước định với ngài: chỉ cần con nhìn thấy được quyển sách này, con liền có thể vãng sanh. Bởi thế ngài rất vui mừng, lập tức đi đắp y, trên tay cầm lấy quyển sách này, rồi chủ động yêu cầu. Đây là điều mà cả đời ngài trước giờ chưa từng làm vậy bao giờ. Yêu cầu mọi người chụp hình cho ngài. Đây là biểu pháp cuối cùng. Bạn xem, ba ngày sau thì ngài ra đi.
Đây là lần biểu pháp sau cùng, dụng ý của biểu pháp này rất sâu. Phật giáo nếu muốn hưng vượng trở lại, nhất định tăng phải tán thán tăng. Nếu như người xuất gia quỳ bán lẫn nhau, Phật giáo sẽ bị diệt vong. Người xuất gia tán thán nhau, Phật pháp liền hưng. Phật pháp là như vậy, mà tôn giáo cũng như vậy. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều phải tán thán lẫn nhau. Như thế mọi tôn giáo đều sẽ thịnh vượng trở lại. Tại sao vậy? Vì người ngoài nhìn vào đều sẽ hoan hỷ, đều bằng lòng đến học tập. Nếu như hủy bán lẫn nhau, mọi người sẽ nảy sinh hoài nghi tôn giáo có lẽ không phải là thứ tốt đẹp gì. Bạn xem, ngày nào cũng cãi nhau, tranh nhau, khiến mọi người đánh mất niềm tin vào tôn giáo. Đây là sự thật, không hề giả. Nếu như mỗi một tôn giáo bên trong có rất nhiều tông phái, Phật giáo ở Trung Quốc Đại Thừa có 8 tông, Tiểu Thừa có 2 tông. 2 tông của Tiểu Thừa sau Triều Tống thì không còn truyền xuống nữa. Hiện nay Tiểu Thừa ở Đông Nam Á, Trung Quốc chỉ lưu truyền mỗi Đại Thừa. Đại Thừa là lấy Tiểu Thừa làm nền tảng. Không có Tiểu Thừa thì lấy đâu ra có Đại Thừa? Đây là do các bậc tổ sư đại đức của Trung Quốc khoảng giữa đời nhà Đường trở về sau, các ngài nhận thấy nho với đạo có thể thay thế cho Tiểu Thừa, cho nên Trung Quốc không học Tiểu Thừa. Bởi vậy người học Phật họ có nền tảng của nho và đạo thì việc học Đại Thừa cũng không thành vấn đề. Nhưng ngày nay vấn đề nảy sinh rồi, tại sao vì Tiểu Thừa không học, nho không học mà đạo cũng không học, cái gì cũng không có, không có cái gì hết thì có thể học Đại Thừa không? Không thể. Bạn không có gốc làm sao có thể học Đại Thừa được? Phật giáo ngày nay muốn hưng khởi trở lại, nhất định phải tìm giới luật trở về đã. Còn may giới luật Tiểu Thừa trước đây khi tôi đến Sri Lanka, quốc gia này là một đất nước Phật giáo. Bảy mươi phần trăm dân số là tín đồ thuần thành của nhà Phật, họ đều có thể trì giới. Giới luật Đại Thừa thì chỉ còn sót lại mỗi Đài Loan, chính là Quả Thanh Pháp Sư ở Phố Lý. Mấy ngày trước thầy ấy có đến thăm tôi. Tuổi tác giờ cũng đã hơn 60 rồi, cũng khá, giờ có người truyền thừa rồi. Tôi hỏi thầy, có thể truyền giới luật thì trong đám học trò của thầy có được mấy người? Thầy bảo có khoảng 6 người. Tôi nghĩ đến hiện tại, mai này có thể sẽ có khoảng mười mấy hai chục người. Như đó là khó được rồi. Nhất định phải tiến hành làm học viện giới luật. Chúng tôi ở Sri Lanka
giúp họ xây dựng một đại học Phật giáo. Tôi yêu cầu với trường, đại khái có lẽ đến tháng 6, tháng 7 sang năm là hoàn thành. Nửa năm sau là có thể chiêu sinh được rồi. Hy vọng đại học này sẽ mở học viện luật. Trong đó mỗi một tông phái đều có. Nếu như dùng ngôn ngữ để phân, thì có thể phân thành ba học viện. Một học viện là hệ tiếng Pali, một học viện là Tạng văn, cái còn lại là học viện Hán văn. Kinh điển Phật pháp hiện thời đại khái có ba loại văn tự này. Trong mỗi hệ tiếng đó sẽ chia tông, phân tông phân phái. Tức là hệ sau viện thì có hệ, có mấy cái đến mười mấy hệ. Ngoài ba học viện này ra, thêm vào một học viện nữa là học viện giới luật. Học viện giới luật sẽ học giới luật tiểu thừa và đại thừa, chỉ ít phải học 5 năm. Học giới 5 năm. Giới tiểu thừa ở bên đó có giáo viên của họ. Còn giới đại thừa thì có Quả Thanh Pháp Sư, thầy ấy sẽ gánh cái mạng đó. Thế thì Phật pháp mới chân thật có thể tiếp nối được. Nếu không thì có nguy cơ bị đoạn tuyệt. Quả Thanh Pháp Sư cũng là học trò của lão sư Lý. Lão sư Lý khi tuổi già, thầy có tổ chức một lớp nghiên cứu nội điển. Thầy thu nhận 8 người học trò. Quả Thanh Pháp Sư là một trong số đó. Lúc đó bọn họ cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học, chính là đang làm nghiên cứu sinh. Lớp nghiên cứu này không có văn bằng. Thời gian tu học là 4 năm. Có cả thầy 6 giáo viên, tôi cũng là một trong số đó. Cho nên mối quan hệ giữa tôi với Quả Thanh là quan hệ thầy trò và cũng là đồng học. Tôi cảm thấy hết sức an ủi. Lớp nội điển của chúng tôi còn có thể cho ra một người chân thật học giới luật. Thầy ấy đã hạ công phu vào giới luật đã hơn 30 năm. Thật sự có sự nghiên cứu đối với giới luật chỉ có mỗi mình thầy. Đây cũng là cống hiến của lão sư Lý dành cho Phật giáo ở Đài Loan. Phật pháp nếu chỉ đơn thuần dựa vào thành tựu bản thân thì không được, cần phải có người tiếp nối. Nếu như thế hệ sau không có người tiếp nối thì không được, nhất định phải có người truyền thừa. Đó mới được xem là có thành tựu. Cuộc đời này của chúng tôi cũng có mối duyên đặc thù đối với kinh giáo. Cái duyên này đều là Phật Bồ Tát an bài.
Quyết định không phải do bản thân chúng tôi nghĩ muốn làm như thế nào đó. Làm không được đâu. Tôi hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Tôi nghĩ đó đều là do Phật Bồ Tát an bài. Lời này, năm tôi 26 tuổi, tôi có thân cận qua Đại sư Chương Gia. Chương Gia Đại sư có nói với tôi, chân thật phát tâm học theo Phật Thích Ca. Cả đời Đức Phật sau khi khai ngộ là liền bắt tay vào dạy học. Hiện nay hay nói là tổ chức lớp dạy học. Đức Phật không có nơi chốn riêng, Ngài thường ở nơi đất trống hay ở trong rừng. Tối đến thì ngủ dưới gốc cây, cả ngày chỉ ăn một bữa ngọ. Lúc không có việc gì, Ngài thường cùng với mọi người ngồi quây quần lại và bắt đầu dạy học. Giáo học của Ngài có trình tự hẳn hoi. 12 năm đầu là dạy A Hàm. Đây là giáo dục phổ thế. Lấy cái gì làm trung tâm? Lấy thập thiện nghiệp đạo và giới luật làm trung tâm. Đây là tiểu học. Tiểu học Phật giáo là 12 năm. Sau khi hoàn thành tiểu học thì tiếp lên trung học, giảng phương đẳng. Phương đẳng mất 8 năm. Đây được xem là lớp dự bị chuẩn bị lên đại học. Sau 8 năm phương đẳng thì chính thức bước vào đại học. Đại học là Bát Nhã, giảng 22 năm. Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ mà Ngài muốn truyền chính là cái này. Đây là trí huệ chân thật. Bạn xem, A Hàm là giới, chú trọng nơi giới luật. Phương đẳng chú trọng nơi định. Bát Nhã là để khai trí huệ. 8 năm sau cùng tương đương với sở nghiên cứu, dạng Pháp Hoa, Niết Bàn. Pháp Hoa sẽ nâng bạn lên đến một tầm cao vượt bậc, chính là Pháp Thân Bồ Tát. Hệ thống dạy học của Thế Tôn, cái lý niệm đó rất rõ ràng. Như thế sẽ giúp cho người học trò đạt được thành tựu. 12 năm tốt nghiệp tiểu thừa, chứng quả A-la-hán. Nhưng phải thật làm mới được. Không thật làm thì cũng như không. 8 năm của phương đẳng là chứng Tam Thừa Bồ Tát. Trong biệt giáo Thiên Thai gồm thập trụ, thập hành, thập hồi hướng là 8 năm. Sau khi tốt nghiệp thì nâng lên tiếp đến Bát Nhã. Bát Nhã chính là minh tâm kiến tánh, Pháp Thân Bồ Tát. Chân thật minh tâm kiến tánh rồi, đời sau các ngài thấy điều đến thế giới Hoa Tạng. Ai niệm Phật thì sanh về thế giới Cực Lạc, còn người không niệm Phật thì đều ở thế giới Hoa Tạng. Chúng ta học Phật, chúng ta phải nhìn nhận mấy cái này cho rõ ràng minh bạch. Hiện giờ Phật không còn nữa, tự mình phải biết hướng thượng. Sự nghiệp Phật giáo chính là giảng kinh dạy học.
chứ không ngoài cái gì khác. Thế Tôn năm đó còn tại thế, không hề có đạo tràng, cả đời chẳng bao giờ kiến lập đạo tràng. Toàn là do các quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ. Bọn họ có hoa viên, có biệt thự, họ đem cúng dường cho Phật Thích Ca, Phật cũng không cự tuyệt. Ngài ở nơi đó giảng kinh, mở đài pháp hội. Sau khi giảng xong thì rời đi, giao lại cho bọn họ. Hay nói cách khác, chỉ là vận dụng tạm thôi. Ngài không tiếp nhận cúng dường, sạch sẽ, tâm địa thanh tịnh. Đồng học cũng không có gì để tranh cả. Danh văn lợi dưỡng đều là giả, Phật đều xả bỏ hết rồi. Cho nên đạo nghiệp tinh tấn. Chúng ta xem phần kế tiếp. Bổn văn chú giải của Niệm Lão. Trong kinh này theo như các câu: đã từng cúng dường các Như Lai, nên hay vui mừng tịnh pháp này. Thân người khó được, Phật khó gặp, tính huệ nghe pháp khó trong khó. Hai câu này trong bổn kinh, hai câu đã từng cúng dường các Như Lai, nên hay vui mừng tinh pháp này. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu. Pháp môn tịnh độ là pháp khó tin, chư Phật đều nói như vậy. Vì sao có thể tin? Vì sao bạn có thể ngay trong đời này vãng sanh được vậy? Đó tuyệt đối không phải bạn chỉ mới bắt đầu học trong đời này không thôi, mà đã nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã từng học pháp môn này rồi. Hơn nữa còn từng cúng dường các đức Như Lai. Cúng dường bao nhiêu vị vậy? Là vô số. Cho nên thiện căn của bạn rất sâu dày. Trong kinh Di Đà có một câu: không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về được nước kia. Bất luận là họ vãng sanh đến thế giới cực lạc trong tình huống nào, họ đều không phải người tầm thường. Trong đời quá khứ, cái gốc họ tu được rất sâu, tu rất lâu, nên trong đời này gặp được, lại được chư Phật Bồ Tát gia trì, bạn mới có thể tin, có thể nguyện thật chịu niệm Phật, niệm đến tự tại vạn sanh. Đời này của chúng ta thấy được, nghe được, nào phải chỉ có một người, đó đều là do công phu tu học trong đời quá khứ sâu dày mới có thể có hiện trạng đó được. Nếu không thì không bao giờ được. Cho nên chúng ta hiểu được chân tướng sự thật, phải trân quý cơ duyên lần này. Cái duyên lần này không hề cạn, nhất định phải nắm chắc lấy. Vì sao nói không cạn vậy? Vì bổn kinh này và bộ chú giải này rất khó được.
Hội tập kinh của Lão Cư Sĩ Hà Liên Cư. Lão Sư Lý ở Đài Trung đã thấy rồi. Còn bạn chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ thì Lão Sư Lý vẫn chưa thấy. Bạn chú giải của Ngài: tôi là người đầu tiên ở hải ngoại nhìn thấy. Lúc đó Ngài mang đến Mỹ. Ngài đến Mỹ hoằng pháp, thời gian chỉ ở có một tháng, về sau không còn đến nữa. Cả đời chỉ đến Mỹ đúng một lần và ở được một tháng. Vừa hay tôi cũng đang ở Mỹ. Ngài mang theo một bộ được in theo lối Romeo. Bản Romeo này được in trên giấy sáp, đó là bản thảo in ra với mục đích dùng để đem đi thỉnh giáo với một số cao tăng đại đức, chưa phải là bản hoàn chỉnh. Cái tôi có được chính là cái bản đầu tiên ấy. Tôi xem rồi thấy rất hoan hỷ. Tên tuổi Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ, trước kia tôi từng nghe Lão Sư Lý có nhắc đến, vì thế tôi đối với danh tiếng của Ngài rất quen thuộc. Tôi cứ ngỡ Ngài đã không còn sống nữa rồi, trở thành cổ nhân rồi chứ. Không ngờ Ngài còn nhỏ tuổi hơn so với Lão Sư Lý. Thì ra Ngài vẫn còn sống. Lúc chúng tôi gặp nhau Ngài khoảng hơn 70, lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Gặp nhau rồi vô cùng hoan hỷ. Hoàng Dương, cái bụng này ở trong nước chỉ có một mình Ngài, còn ở hai ngoại thì chỉ có mình tôi. Chúng tôi ngay cả người nghiên cứu, thảo luận, giao lưu cũng không có. Cho nên khi gặp được nhau thì hết sức vui mừng. Thời đó tôi trường kỳ sống ở nước ngoài, nhưng mỗi năm đại khái ít nhất sẽ đến Bắc Kinh thăm Ngài với Triệu Phát Lão khoảng 3 lần. Bây giờ hai người đó đều vãng sanh cả rồi. Nên thời gian tôi về nước cũng ít đi. Thật sự muốn tìm một người thảo luận kinh giáo cũng chẳng có. Vì thế câu nói ở phía sau: thân người khó được, Phật khó gặp. Chật ý là gặp được, chẳng dễ gì gặp được Phật. Tính huệ nghe pháp khó trong khó. Đây là nói về bộ kinh này với pháp môn này. Tịnh Độ Tông là pháp khó tin, nếu ai tin nhận được đều là do huệ căn sẵn có từ trước. Đây là huệ căn tu thành từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Nhưng vẫn chưa thể vãng sanh. Lần sau gặp lại, nhưng lần sau này phải mất thời gian rất lâu, chưa hẳn là đời sau đã gặp được. Phải chạy qua rất nhiều đời, rất nhiều kiếp mới có một cơ hội có được thân người. Thân người khó được, chúng ta nhất định phải biết điều này. Phật pháp cũng rất khó nghe,
Pháp vận của Phật Thích Ca chỉ có 12.000 năm. Những bậc đại đức cách đây một đời của Trung Quốc theo như niên đại mà các vị ấy ghi chép thì có phần khác với con số đang được lưu thông hiện nay. Theo như ghi chép của cổ nhân Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến năm nay đã được 3.041 năm. Còn người nước ngoài hiện giờ bảo là hơn 2.500 năm, cách biệt khoảng 600 năm. Người Trung Quốc chúng ta rất cẩn thận đối với việc ghi chép niên đại, có sự nghiên cứu rất nghiêm túc. Chúng ta có lý do để tin tưởng theo ghi chép của người Trung Quốc, chánh pháp của Phật Thích Ca là 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm đã qua rồi, mạt pháp 10.000 năm thì đã qua 1.000 năm rồi. Hiện tại là ngàn năm thứ hai, đã qua 41 năm. Còn lại bao gồm tính từ thời điểm này thì còn khoảng 9.000 năm. 9.000 năm chúng ta xem ra có vẻ rất dài, nhưng xét cả một chiều dài Phật Pháp thì nó lại rất ngắn. Trong 9.000 năm này, chúng ta có thể có được thân người nữa không? Khó lắm. Dù cho có được thân người cũng rất khó nghe được Phật Pháp. Phật Pháp đang suy, một đời lại không bằng một đời. Đến mấy trăm năm sau cùng, kinh điển có thể hoàn toàn biến mất. Một trăm năm sau cùng, mọi kinh điển đều không còn, nhưng kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn, vẫn lưu lại trên thế gian này thêm 100 năm. Sau 100 năm thì kinh Vô Lượng Thọ cũng biến mất. Chỉ còn lại một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Phật hiệu này lưu lại 100 năm, đến lúc đó mà nghe được câu Phật hiệu này, có thể tin, có thể nguyện, lại chiều niệm Phật thì đều có thể vãng sanh. Chỉ là cơ hội này càng ngày càng ít đi, về sau thì Pháp cũng bị diệt mất, thế gian này không còn Phật Pháp nữa. Phải đợi đến khi Phật Di Lặc xuất hiện. Phật Di Lặc bao giờ mới đến cõi này vậy? Ở những phần trước chúng ta có đọc qua, sau khoảng 567 triệu năm nữa Di Lặc Bồ Tát mới xuất hiện tại thế gian. Những sự việc này mà làm cho sáng tỏ rõ ràng, chúng ta liền sanh cái tâm dũng mãnh tinh tấn. Cơ hội này quá khó được, ta gặp được rồi, quyết định không bao giờ để luống qua. Ta nhất định phải ghi chặt lấy, nhất định chúng ta phải thành tựu ngay trong đời này. Thế thì đúng rồi. Thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta vẫn chưa đủ, cũng không cần lo lắng, dũng mãnh tinh tấn là có thể bù vào. Phần sau là vị thứ 11, Nguyện Huệ Bồ Tát. Biểu thị trí huệ rộng lớn, đại nguyện vương của Phật Di Đà
lại được hỗ trợ bằng tính huệ của bậc chánh sĩ. Biểu thị Tịnh Độ dùng tính nguyện trì danh làm tông. Chú dạy của Niệm lão chú được quá hay. Đây chính là thể hội và sự chứng ngộ của Ngài. Có thể dùng một lời đơn giản như vậy mà giảng giải được rõ ràng thấu đáo như thế, khiến cho chúng ta không còn nghi hoặc nữa. Nguyện huệ, nguyện đương nhiên là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện nào nguyện nấy đều là thành tựu trí huệ viên mãn, cho nên được xưng là nguyện huệ. Phần sau cũng là do Niệm lão thể hội được, có thể hợp chung lại với biểu pháp của tính huệ Bồ Tát ở phía trước, chính là biểu thị pháp môn Tịnh Độ dùng tính nguyện trì danh làm tông. Tức là tông chỉ, tông yếu. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất đối với việc tu hành. Chúng ta thật tin, không chút nghi ngờ. Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chúng ta chứng minh. Bốn mươi tám nguyện là thật. Nguyện nguyện thế giới cực lạc đều thực tiễn được hết rồi. Chúng ta chỉ cần chân tính thiết nguyện, lão thật niệm Phật chắc chắn vạn sanh. Vị đại sĩ thứ 12 là Hương Tượng Bồ Tát. Hương Tượng là Bồ Tát từ cõi Phật A Xúc ở phương Đông đến, từng trong hội Duy Ma làm người cùng nghe pháp. Thân Hương Tượng tỏa ra mùi thơm, mùi nơi thân Bồ Tát này cũng thế. Sức Hương Tượng rất mạnh, biểu thị Di Đà nguyện lực vô biên. Quả thật công đức nguyện lực của A Di Đà Phật là không thể nghĩ bàn. Hạng phàm phu xấu nẹo như chúng ta không cách gì tưởng tượng nổi. Từ đó muốn hiển thị điều gì? Từ nguyện 18, nguyện 19 và nguyện 20 chúng ta thấy rất rõ. Nhất là trong nguyện 18, ngũ nghịch thập ác vốn là 10 nguyện vạn sanh. Duy trừ ngũ nghịch thập ác, nhưng Thiện Đạo Đại Sư có giải thích rằng Ngài Thiện Đạo là người ở vào đời nhà Đường. Có truyền thuyết bảo rằng Ngài là A-di-đà Phật ứng thân đến cõi này của chúng ta. Ngài xuất hiện ở Trung Quốc. Thế thì lời của Ngài Thiện Đạo chính là lời do chính A-di-đà Phật thuyết. Ngũ nghịch thập ác, trong tất cả mọi tội nghiệp thì đây là tội nghiệp cực trọng. Phật nói cái ý đó là vì khuyên người đừng nên tạo cái tội này.
Còn như đã lỡ tạo rồi thì sao? Đã làm rồi thì phải chân thật sám hối, Phật vẫn sẽ đến đón bạn. Đây chính là hiển thị 48 nguyện của A-di-đà Phật. Sức mạnh ấy là vô hạn. Nó có thể khiến bạn trong giờ phút lâm chung sanh một niệm thiện tâm. Trong phút lâm chung ấy, nếu trong một niệm này không có oán hận, không có tham sân si mạng nghi, thì vấn đề liền được giải quyết. Thời gian dài thì không khó, quan trọng là một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nó là then chốt dẫn bạn đi vào đời sau. Nhưng chúng ta làm thế nào để giữ được một niệm sau cùng này? Là A-di-đà Phật, mà không phải tạp niệm nào khác đây. Toàn phải dựa vào lúc bình thường phải niệm câu Phật hiệu này cho thành thục, bình thời phải buông xả. Đối với tất cả mọi cảnh giới thuận nghịch, thuận cảnh không tham luyến, nghịch cảnh không oán hận. Trong cuộc sống thường nhật phải rèn luyện cho mình bản năng này. Đây chính là công phu của bạn thật sự đắc lực rồi. Thuận cảnh có tham luyến, nghịch cảnh có oán hận. Thì coi như hỏng hết rồi. Thế thì bạn làm sao có thể bảo đảm trong khoảnh khắc lâm chung một niệm sau cùng của bạn là A-di-đà Phật được? Phải học theo Ngài Hải Hiền. Bạn xem Ngài Hải Hiền, có một số lão đồng tu nói chuyện với Ngài: khi nào sư vãng sanh, chúng con sẽ đến chờ niệm cho sư. Ngài mỉm cười bảo: chờ niệm không đáng tin, không chắc ăn đâu, vẫn là phải tự mình nắm chắc việc niệm Phật vãng sanh, thế thì mới bảo đảm. Lời nói này chúng ta nghe rồi có cảm tưởng thế nào? Nhất định phải tu dưỡng thành thục công phu. Trong lúc bình thường Ngài giữ được rồi. Một câu Phật hiệu niệm suốt 92 năm, Ngài đã quá thuần thục rồi. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, Ngài không có tạp niệm. Mặc áo ăn cơm, trong tâm thì niệm Phật. Không nghĩ đến chuyện y áo đã cũ rách phải mây mây vá vá. Ăn cơm cũng không nghĩ đến mùi vị của bún ăn, cũng không biết cái này ngon hay cái kia không ngon. Ngài đều không bận tâm những chuyện như thế. Công việc cũng là như vậy. Đối người tiếp vật thấy đều là thế cả, đều không để trong lòng. Luyện thành công phu đó nên Ngài có thể tự tại vãng sanh, không cần người khác chờ niệm. Loại công phu này vô cùng vô cùng quan trọng. Sự việc bên ngoài giúp cho chúng sanh thì phải tùy duyên, chứ đừng phan duyên. Phan duyên là sai rồi. Phan duyên chính là tôi phải nghĩ thế này hay thế nọ, sai rồi. Tùy duyên tốt. Có duyên thì tận tâm tận lực mà làm. Vì sao? Vì là chuyện tốt mà. Những việc mang lại lợi ích cho chúng sanh, có lợi, có ích cho xã hội, có ích cho Phật giáo, có ích cho quốc gia, có ích đối với việc thế giới hòa bình. Có cái duyên đó thì làm, không có cái duyên đó thì đừng đi tìm. Nếu tìm là sai ngay. Đó gọi là phan duyên chứ không gọi là tùy duyên. Tùy duyên vẫn phải xem duyên.
duyên có thật là chín mùi rồi không? Nếu chưa chín mùi, có thể chưa cần thiết đi làm. Cũng tức là nói, họ thật có thành ý. Cộng thêm hoàn cảnh cho phép, không có chướng ngại, mọi người đều hoan hỷ, thì cả duyên đó có thể được xem là chín mùi. Chưa chín mùi thì không thể đồng ý với người ta. Cho nên phải có trí huệ, không được làm việc theo cảm tình. Tôi ở hải ngoại hoằng pháp, tôi chợt nhớ đến một câu nói vui. Lúc đó tôi đang trú tại Singapore, tôi đang ở bên đó giảng kinh dạy học và làm công tác đoàn kết tôn giáo. Bên Indo có một số đồng học đến Singapore thăm tôi. Họ có mời tôi qua bên đó giảng kinh hoằng pháp. Tôi thấy mấy người mời tôi đa số đều là người học Phật thời gian chưa lâu. Tôi rất cảm ơn lời mời của họ, nhưng tôi không đi để xem duyên phận về sau thế nào đã. Thế là họ hỏi tôi, vậy rốt cuộc người thế nào đến mời thì ngài mới đi? Tôi bèn nói với một câu, chuyện đó họ chẳng thế nào làm được. Tôi bảo tổng thống của quý vị mời, tôi sẽ đi. Không ngờ họ thật sự tìm được. Họ tìm phó tổng thống, phó tổng thống ra công văn mời tôi đến. Chuyện là sao vậy? Vì họ không tìm được tổng thống, nhưng tìm được phó tổng thống. Cho nên lần đầu tiên tôi đến Indo là do phó tổng thống mời. Xuống máy bay xong thì xe chúng tôi liền đến dinh tổng thống, gặp mặt phó tổng. Tôi có gặp mặt tổng thống một lần. Tổng thống lúc đó là bà Megawati. Có một lần đồng tu Việt Nam đến mời tôi. Họ bảo họ dùng danh nghĩa tổng thống đến mời tôi. Nhưng không có công văn chính thức. Phật giáo Việt Nam thật ra cũng rất có duyên với tôi. Tôi ở Úc, đạo tràng của chúng tôi bên đó có rất nhiều người Việt. Pháp sư Ngộ Thông xuất gia với tôi là người Việt Nam. Mười mấy năm qua thầy ấy cũng rất dụng công, rất nhiều kinh luận do tôi giảng đều nhờ có thầy phiên dịch thành tiếng Việt, được lưu thông rất rộng ở Việt Nam. Tôi đồng ý với họ rồi, sang năm tìm thời gian thích hợp tôi sẽ đến thăm họ. Lần đầu đi vẫn là đến thăm viếng một chút là được, để cùng nhau xây dựng cảm tình, tìm hiểu tình hình một chút. Lần hai sẽ đến giảng kinh. Cho nên duyên chưa chín mùi
chướng ngại sẽ rất nhiều. Không thể không biết chuyện này được. Vị thứ 13 là Bảo Anh Bồ Tát, biểu thị Di Đà Nguyện Hải. Trang nghiêm bằng vô lượng công đức diệu bảo, có thể khiến cho phàm phu không có công đức được chống thăng lên địa vị bất thoái, chứng nhập niết bàn. Đấy thật là thứ quý báu nhất trong các báu. Chữ Anh này tức là tinh hoa, là tuyệt hảo nhất, nên nói là Bảo Anh. Bốn mươi tám nguyện của Đức Di Đà được trang nghiêm bằng vô lượng công đức diệu bảo, đó chính là công đức tu học trong năm kiếp. Của A-di-đà Phật dùng lời hiện nay mà nói chính là đi khảo sát, sưu tập tư liệu. Ở những đâu vậy? Ở nơi hết thảy cõi nước chư Phật, một cõi cũng không sót. Đây là thành tựu trên nhân địa của A-di-đà Phật. Cho nên từ trên quả địa lại thêm vào công đức tu học trong vô lượng kiếp của Ngài mà thành tựu nên thế giới Cực Lạc. Trước kia thầy Phương Đông Mỹ có nói với tôi sự việc này. Cách hành pháp này phù hợp với logic của khoa học. Bạn xem, thế giới Cực Lạc chẳng phải do Ngài nghĩ ra, cũng chẳng phải do lão sư của Ngài chỉ cho Ngài. Không phải thế, lão sư của Ngài chỉ dạy Ngài đi khảo sát, đi tham vọng khắp nơi, lấy cái tốt bỏ cái xấu của người. Cứ như thế mà kiến tạo nên thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc liền biến thành tinh hoa của chân thiện mỹ huệ. Trong tất cả cõi nước của chư Phật, những điều tốt đẹp trong cõi nước của chư Phật, cõi Cực Lạc đều có đủ. Không tốt thì nơi đây không có. Cho nên chư Phật đều tán thán Ngài: Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Vì vậy Bảo Anh Bồ Tát biểu thị cho cái ý này. Vị thứ 14 là Trung Chú Bồ Tát, an trụ trung đạo, chẳng rơi vào hai bên. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự tức là chân. Tịnh niệm tiếp nối, ngay nơi niệm lìa được niệm, là ý của Trung Chú. Nói rất hay. Chúng ta cầu sanh tịnh độ phải đặc biệt chú trọng về biểu pháp của Bồ Tát.
Đó là sao? Nghĩa là trong tâm chỉ có mỗi một vị A-di-đà Phật mà thôi. Ngoài A-di-đà Phật ra, hai bên, cả thiện lẫn ác đều không lạc vào, không rớt vào hai bên. An trú nơi chúng đạo. Phần sau có nêu ví dụ cụ thể cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải hiểu, ngay nơi tướng tức là đạo, ngay nơi sự tức là chân. Tướng chính là hiện tượng, gồm hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Đạo là gì? Đạo tức là tự tánh. Chân là chân như. Sự, mười pháp giới là sự, mà sáu niệm cũng là sự. Nhìn từ trên tướng thì nó là giả, nhìn từ trên tánh thì nó là chân. Vì sao vậy? Trên kinh có nói với chúng ta, hết thầy pháp từ tâm tượng sanh. Lìa khỏi ý niệm thì chẳng có pháp nào để đắc. Vì vậy đều là giả cả, đều là huyễn tướng. Nhưng thể của huyễn tướng lại là chân, bổn thể của huyễn tướng là thật. Tựa như chúng ta coi tivi vậy, hình ảnh nơi tivi là giả, nó là pháp sanh diệt, nhưng màn hình lại là thật. Vì màn hình không sanh không diệt, màn hình chẳng nhiễm chút nào. Chúng ta dùng tâm phải giống như màn hình tivi vậy, giống như màn hình chính là dùng chân tâm, còn như hình ảnh là vọng tâm. Cái ví dụ này rất thỏa đáng, cũng rất dễ hiểu. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày dùng chân tâm chứ đừng dùng vọng tâm. Người đời dùng vọng tâm chứ không dùng chân tâm. Thế thì có chướng ngại chúng ta không? Không hề. Vọng với vọng thì có chướng ngại, còn vọng với chân thì không chướng ngại. Chân với vọng cũng không trở ngại. Dùng chân tâm sanh tịnh độ, dùng vọng tâm thì đi vào sáu nẻo luân hồi. Thế thì sai rồi. Cho nên tịnh niệm liên tiếp, ngay nơi niệm nhưng lìa niệm, đây được gọi là chung trú, là chung đạo. Cái này mới hoàn toàn phù hợp với thật tướng, chính là chân tướng sự thật. Trong chân tướng sự thật không có mảy may ô nhiễm, trí huệ liền hiện tiền. Mọi người nếu như an trú nơi chúng đạo thì làm gì có chuyện không sanh trí huệ. Chung trú Bồ Tát chính là biểu cái pháp này. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học đến chỗ này.